Đây, sáng nay mình vẫn đi rừng nè các bạn. Đây, cây hải châu đây lá toàn nè các bạn. Những cái lá dễ thương này. Cây này nó đứng trên cái cục đá các bạn. Thằng này hơi này. Chút nữa mình lấy cái đây các bạn. Chút nữa mình lấy cái đây. Bên đây còn cây nữa. Cây này thì to hơn. Đá tròn các bạn. Chút nữa mình đặt cái đá tròn thì cũng còn cây nào nữa. Dùng thì anh em đi cũng đông hết trơn, cả hết tỏi hết trơn rồi, còn lại mấy cây tí hoa các bạn, cái to anh em họ đào hết á, để mình lăn quanh thử, có cây nào nữa không các bạn? Trời nắng. Trời đây mà đi ra ngoài kia cành đây đào mấy cái cây đây. Nên gió biển này chết chết. Trời phải nên cái gió của đất biển các bạn. Không khiếp được. Đó mình đi thử tìm có cái gì nữa. Đây các bạn. Mình râm râm mình gặp được con cây hải châu các bạn. Lá đây. Lá nó này các bạn, ở rừng các bạn thấy nó tết nắng đã, thân nó đây các bạn, thân, cái thân này nó cò lách, rồi mình đào cái đây các bạn, bằng những cái tay mình thôi, để mình đào nó lên cho rồi, lên rồi các bạn, được bầu đất riêng, giờ mình cô bầu nhỏ lại các bạn. Mình đem bây giờ đó, một cái hái cho đây lá đây các bạn, lá đẹp này, bạn thấy lá không? Ui, có bầu nó lại các bạn, mình đang đi kiếm các bạn, mình được một cây rồi, mình kiếm thử có cây nào nữa không các bạn. Ở đây còn cây rừng cao. Xe đá các bạn. Đây, mình gặp cây các bạn. Được, cây này ngựa thuật mà. Khó lấy được bầu đất hả ta? Chà, cây này khó lấy được bầu đất này các bạn. Đó, nhìn cứ thử thôi. Được, la nó. Đây. Lớn lên nhỏ cắt kiếu. Đây các bạn. Đó mình tìm cách thôi. Đây. Đây một cây nữa các bạn. Đó mình đào chỗ đây một hai cây các bạn. Đây, bây giờ mình xuống ở đây trước các bạn. Đặt ở đây trước các bạn. Đất cứng các bạn. Wow, đá rồi. Mình đánh. Không khiếp đánh. Đây các bạn. Mình đã đào cả hai tàu lên các bạn. Không lấy được bầu đất các bạn. Đánh giá trên mặt đất mình không đào được, mình chỉ tận dụng tối ưu những cái rễ thôi các bạn. Được mấy cái rễ. Các bạn thấy cây này ngựa thuật không? Mình lấy bên kia mình bó nó lại các bạn, để khô rễ. Bên giờ mình ủ mình trồng các bạn. Mình đang sưu tiếp cây nữa các bạn. Nãy giờ mình đào được hai cây rồi.
mình đạp tiếp ra đây nữa các bạn. Nhỏ này, nhỏ thật tịt luôn. Các bạn thấy đất nó cứng không? Chỗ đây là không có đá, mày quá chỗ không có đá thì mà đất cứng quá. Nắng. Xin các bạn một cục đất trồng cho rồi mười mấy phần các bạn, độ dày khoảng 8 phần. Đây, cha, đất cứ cứng các bạn. Tôi trồng cái hầm lên rồi các bạn. Ở đây nó còn nhiều rõ nhỏ các bạn, mình bó vào lại. Chú, cây nhỏ mà làm cục đất kia chứ cũng nặng nha chứ. Nhưng mà có cái bầu nó vẫn bảo đảm hơn các bạn. Thôi, giờ mình bó lại, mình coi cái cây cờ bên đây mà thôi. Ra sao? Chú, cái cây này nó to mà nó mang cái lúa nữa chứ. Cái này đó hôm sau mình đào các bạn. Đây các bạn, mình bây giờ mình quay tới cái cây ban đầu mình đã thấy nè các bạn. Mình dọn ra, mình đào cái này các bạn. Chú, nó đứng nhiều hòn đá các bạn. Không biết đâu mình lấy được cái bào đất nó mới ok. Đây một cây nữa này các bạn. Đây một cây nữa. Cái đây nó mang cái lúa nữa các bạn. Đỡ mình đào cái đây trước à. Cái đây các bạn. Cái đây để tính sau. Đây các bạn. Hơn quá. Nó lên rồi các bạn. Một cây dừa cục đá. Đây có mấy cái rễ tơ này các bạn. Anh nhau phía đá đây. Hơn quá. Nó đã lên. Một cây còn nguyên cái bầu đất. Cái đây nhỏ mà ngờ thật này các bạn. Nó có gốc ngựa thuộc không? Nhỏ một cái vỏ. Để mình bó bầu nó luôn các bạn. Có bảo đảm. Đây các bạn. Mình gọt cục đất còn nhiêu đây các bạn. Trời, nó cũng nặng nghe chưa. Rồi, cục đất chả bán lửa. Cây này các bạn. Dính luôn cục đất cũng rớt rồi. Bó lại các bạn, mình này đi tiếp. Đây các bạn, mình gặp được hai cây hái trâu nữa các bạn. Đây. Lá nhỏ dài các bạn. Đây nữa, đây coi nữa. Cây này cao quá, chắc mình kết lấy gốc các bạn. Cao hơn cả mét. Cục lấy gốc này. Đây các bạn, mình đã vô tới chỗ gốc nữa các bạn. Gốc đây là nó bị lúa đây các bạn. Một cái thẹo lúa. Đây các bạn. Gốc đây mình đỡ lại, mình chưa lấy các bạn. Mình lấy cái đây trước đây. Cái đây hay này. Cái đây cũng cái cốt các bạn. Lá đây. Lá nhỏ mới dùng lá nhỏ dài. Đây các bạn. Mình dùng ngón tay mình này biết này. Lá nó bị lớn. Cái này rất lớn khúc ở dưới các bạn. Cái mini thôi. Các bạn. Đã lên rồi mà nó không giữ được đất các bạn. Ít chỗ nhỏ quá. Nó không giữ được đất các bạn. Tạm thời mình chỉ biết lấy được một khúc rồi thôi các bạn. Cái khúc thôi, bỏ bên luôn. Mình chuyến đi hôm nay mình được 4-5 cây các bạn, nhỏ nhỏ. Đây, mình đã đi thớt trong ba lô các bạn. Còn sợ khô mà phun nước nữa các bạn. Đây, video mình xin dừng ở đây các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo.